Xin chào tất cả các bạn, chúng tôi rất vui vì được gặp lại quý vị và các bạn trong livestream Theo Chân Mẹ Bầu Hiện Đại Đi Sinh. Sản phụ sẽ đồng hành cùng với chúng ta ngày hôm nay sẽ là mẹ bầu người Ấn Độ các bạn ạ. Chị ấy tên là Niti Singh. Vâng, và như các bạn thấy thì hôm nay bên cạnh chị Niti còn có chồng và con gái đi cùng đấy ạ. Bây giờ hãy cùng tôi theo chân chị Niti vào phòng mổ vô khuẩn một chiều các bạn nhé. Các bạn thấy đấy ạ, chị ấy cười rất là tươi và còn tạo dáng trước ống kính nữa đúng không nào? Đây là lần thứ 2 sinh mổ của chị Niti và do có dấu hiệu rỉ ối ở tuần thai thứ 37 nên các bác sĩ của chúng tôi đã chỉ định sinh mổ chủ động để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé. Hiện tại thì bác sĩ gây tê của chúng tôi cũng đang thực hiện bước gây tê tủy sống để chuẩn bị cho ca phẫu thuật bắt đầu đấy ạ. Gây tê tủy sống thì sẽ giúp mẹ mất cảm giác ở nửa thân dưới nhưng vẫn hoàn toàn tỉnh táo để đón con yêu chào đời. Đồng thời thì các bác sĩ và điều dưỡng khác đang thực hiện các thao tác chuẩn bị cơ bản để bác sĩ có thể kiểm soát được các tình trạng sức khỏe của chị ấy trong suốt quá trình vượt cạn. Đồng hành cùng với mẹ bầu Niti ngày hôm nay sẽ là ekip của bác sĩ Lisa cùng với các bác sĩ gây tê và điều dưỡng nhiều năm kinh nghiệm của bệnh viện Thu Cúc. Bác sĩ Lisa là vị bác sĩ quốc tế được nhiều mẹ bầu tin tưởng và lựa chọn bởi bác sĩ rất mát tay và khâu thẩm mỹ rất đẹp. Cũng trong livestream ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một chủ đề mà nhiều mẹ bầu quan tâm và đặt câu hỏi nhé. Đó là dò rỉ ối thì có nguy hiểm hay không và những điều mẹ cần biết. Ekip bác sĩ thì đang rất tập trung cho ca phẫu thuật, các thao tác thực hiện nhanh và chính xác. Và cũng chỉ ít phút nữa thôi thì chúng ta sẽ được gặp gỡ thiên thần nhỏ của chị Niti Singh. Và trong khoảng thời gian các bác sĩ thực hiện ca mổ thì chúng ta hãy cùng nhau trò chuyện một chút về chủ đề được đưa ra từ đầu livestream nhé. Rỉ ối thì có nguy hiểm hay không? Những điều mẹ cần biết về rỉ ối. Các bạn thân mến, đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một chút về nước ối nhé. Nước ối là một trường dưỡng chất thể lỏng bao quanh em bé trong tử cung của mẹ, giống như một chiếc đệm nước êm ái cho em bé và giúp bé tránh sự xâm nhập của vi trùng từ bên ngoài. Rỉ ối là hiện tượng nước ối chảy bên ngoài âm đạo với một số lượng ít. Rỉ ối thì có thể xảy ra từ tuần thứ 24 cho đến cuối thai kỳ. Đây là tình trạng nguy hiểm bởi sẽ làm cho lượng nước ối bị cạn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình phát triển của thai nhi. Nếu kéo dài thì sẽ dẫn tới những dị tật bẩm sinh hoặc là suy thai đấy ạ. Trong một số trường hợp thì rỉ ối kết hợp với cơn co tử cung sẽ dẫn tới sinh non hay là sảy thai. Với người mẹ thì rỉ ối làm cho vùng kín trở nên ẩm ướt, tạo điều kiện cho vi khuẩn hoạt động và xâm nhập vào bên trong, gây ra tình trạng viêm nhiễm. Rỉ ối kéo dài trong suốt 3 tháng cuối thai kỳ làm lượng nước ối cần thiết bị giảm, khiến cho thai nhi bị chậm phát triển, làm người mẹ khó sinh do dây rốn bị ép chặt và có thể ảnh hưởng đến khả năng lấy oxy của em bé, làm tăng nguy cơ sinh mổ đấy ạ. Tuy nhiên thì rỉ ối rất dễ nhầm lẫn với xóm tiểu hoặc là dịch âm đạo nên có nhiều mẹ bỏ qua không chú ý đến. Theo các bác sĩ sản khoa của bệnh viện Thu Cúc thì các mẹ bầu có thể dựa vào những đặc điểm sau đây để có thể phân biệt. Thứ nhất là rỉ ối thì thường chảy tương đối chậm, không giống như cảm giác bị xón nước tiểu. Nước ối thường thì không có mùi, còn dịch âm đạo và nước tiểu thì có mùi. Ối có màu trắng trong, có chất nhầy có thể chứa máu. Ngược lại thì dịch âm đạo sẽ có màu trắng ngà hoặc là hơi vàng xanh. Cách chính xác nhất đó là kiểm tra bằng quỳ tím, khi đó thì nước ối làm giấy quỳ chuyển sang màu xanh thẫm. Các mẹ lưu ý là khi thấy có hiện tượng rỉ ối kéo dài thì chúng ta cần tới ngay bệnh viện, bởi khi rỉ ối thì màng ối sẽ trở nên mỏng hơn và có nguy cơ vỡ bất cứ lúc nào. Trong trường hợp thai còn nhỏ thì bác sĩ sẽ chỉ định uống kháng sinh nhằm ngăn ngừa tình trạng nhiễm trùng ối, tiến hành truyền dịch và thuốc để chống những cơn co của tử cung. Đối với thai lớn trên 36 tuần thì bác sĩ có thể chỉ định mổ tùy theo tình trạng của người mẹ và em bé nhé. Vâng, và trên đây là một số thông tin về rỉ ối. Hy vọng là các mẹ bầu sẽ có thêm những kiến thức bổ ích. Các cha mẹ nào thắc mắc thêm về vấn đề này thì có thể để lại câu hỏi dưới comment để các bác sĩ của chúng tôi giải đáp nhé. Quay trở lại với ca mổ của chị Niti Singh thì lúc này chị đang khá là hồi hộp. Dù là lần sinh thứ hai nhưng cảm xúc mong chờ và lo lắng cũng là điều rất bình thường của các mẹ trong sự kiện trọng đại của cuộc đời mình đúng không nào? Hiểu được tâm lý của chị em khi đi sinh thì bên cạnh việc bác sĩ thực hiện ca mổ, các điều dưỡng của chúng tôi sẽ luôn ở bên cạnh để trò chuyện cũng như là động viên, giúp các mẹ bầu an tâm vượt cạn đấy ạ. Mặc dù là người ngoại quốc, sau khi đi sinh tại Thu Cúc thì các mẹ bầu cũng yên tâm rằng chúng ta không có rào cản về ngôn ngữ nào, bởi đội ngũ bác sĩ và điều dưỡng của chúng tôi đều có thể giao tiếp tốt bằng tiếng Anh. Đây cũng chính là một điểm cộng lớn giúp cho nhiều gia đình nước ngoài sinh sống tại Việt Nam lựa chọn Thu Cúc là nơi đón thành viên mới của gia đình đấy ạ. Và ngay lúc này đây thì quý vị đừng vội rời mắt khỏi màn hình nhé, vì giây phút chúng ta chào đón một thiên thần nhỏ sắp diễn ra rồi đấy ạ. Vâng, và rất nhanh chóng đúng không nào, em bé của chúng ta đã chào đời rồi các bạn ạ. Và hiện tại thì em bé được bác sĩ lau gây trên người, sau đó là sẽ cắt dây rốn nhé. Tiếp theo thì bác sĩ nhi của chúng tôi sẽ kiểm tra sức khỏe đầu đời cho con để sớm phát hiện những bất thường nếu có và có hướng xử lý kịp thời các bạn ạ.
Chắc hẳn là mẹ Nitisin thì bây giờ có lẽ đang rất là vui mừng và chờ đợi khoảnh khắc được gặp con yêu đúng không nào? Và mẹ có thể chờ một lát sau khi con đã hoàn thành bước chăm sóc cơ bản thì sẽ giao về ra với mẹ nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem em bé Ấn Độ có cân nặng là bao nhiêu ạ? Vâng, là 3 cân 2 sau khi đã trừ xăng quấn ngoài các bạn ạ. Chúng ta hãy cùng nhau chúc cho con có thật nhiều sức khỏe và hay ăn chóng lớn nhé. Tại Thu Cúc thì các mẹ có thể yên tâm rằng là khi em bé chào đời sẽ được da kề da với mẹ nhé. Da kề da mẹ ngay sau sinh sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho em bé, như là giúp bé giữ ấm cơ thể, ổn định nhịp tim, đường huyết, kích thích não bộ phát triển và giúp em bé được tăng cường hệ miễn dịch, kích thích hệ tiêu hóa hoạt động và đặc biệt là không quấy khóc, giúp mẹ về sữa nhanh hơn và em bé cũng sẽ được bú sớm hơn đấy ạ. Hello. Huh? Yes. You see, he's open his eye. One eye only. Huh? Feel warm and happy. Trong khi em bé được áp da với mẹ thì các điều dưỡng của chúng tôi sẽ cho mẹ kiểm tra thông tin hai mẹ con trên vòng định danh nhé. The number is 16. Yes. 16. Okay. Sau khi xác nhận thông tin chính xác thì điều dưỡng sẽ đeo vào tay của mẹ và chân của bé. Nhờ thao tác này thì dù bé được các cô mang đi tắm, đi tiêm thì mẹ cứ yên tâm rằng là bé sẽ được trao trả về đúng cho mẹ đi ạ. Bạn này lông mi dài nhỉ? Mi yêu thế. Mắt sâu nhỉ? Mắt sâu như mắt mẹ. Đẹp thế. Chị bà này em bảo với cả em bảo tóc dài nhỉ? Nhìn thích mắt, mắt bạn ấy nhìn thích nhỉ? Nhìn thích mắt mắt. And the baby will come to see the your his father. Okay. And skin to skin with his father. Bây giờ thì con đã được áp da với mẹ xong rồi và con sẽ tạm biệt mẹ để các cô điều dưỡng tiếp tục thực hiện các công đoạn chăm sóc sau sinh như là đóng bỉm và cuốn khăn ủ ấm nhé. Và các bạn đang xem livestream có thấy rằng là em bé Ấn Độ của chúng ta ngày hôm nay rất là đáng yêu không ạ? Con có làn da hồng hào và đôi mắt hai mí rất xinh đúng không nào? Trong lúc này thì mẹ Nitisin sẽ được thực hiện hoàn tất cuộc phẫu thuật của mình. Và có một điều mà các mẹ có thể hoàn toàn yên tâm khi đi sinh tại Thu Cúc, đó là các bác sĩ của chúng tôi thì vô cùng khéo tay, vết sẹo sẽ rất mảnh nhỏ và chúng tôi thì luôn hướng đến yếu tố an toàn và thẩm mỹ nhất có thể. Vâng, và như các mẹ đang theo dõi trên livestream thì chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm là đi sinh tại Thu Cúc thì vô cùng nhanh chóng, các mẹ sẽ không phải lo lắng gì đâu ạ. Mọi thứ thì đã có bệnh viện chuẩn bị đầy đủ cho mẹ từ A đến Z rồi, từ quần áo hai mẹ con sử dụng hàng ngày trong thời gian lưu viện, được hấp sấy tiệt trùng kỹ càng đến bỉm cho hai mẹ con nữa. Sữa cũng có đầy đủ, các mẹ đi sinh sẽ vô cùng nhẹ nhàng và thoải mái, không phải lo lắng các đồ đạc mang theo đâu ạ. Bên cạnh đó thì cơm cữ cho mẹ cũng được phục vụ ngày 3 bữa tận phòng. Các bữa ăn dành cho mẹ sẽ được trình bày bắt mắt và được chuyên gia dinh dưỡng của chúng tôi lên thực đơn, đảm bảo là mẹ được cung cấp đầy đủ dưỡng chất, giúp nhanh hồi phục và nhiều sữa cho em bé đấy ạ. Ngoài ra thì mẹ và bé còn được chăm sóc 24/24 bởi đội ngũ điều dưỡng giỏi tận tâm. Các mẹ cần gì thì chỉ việc bấm chuông ở đầu giường, điều dưỡng của Thu Cúc sẽ hỗ trợ cho mẹ ngay và còn rất nhiều quyền lợi tiện ích trong gói thai sản chọn gói nữa. Nếu mẹ cũng muốn được như vậy thì hãy đăng ký ngay thai sản chọn gói của bệnh viện Thu Cúc nhé.
Và bây giờ thì em bé sẽ được ra ngoài để gặp người thân đang mong chờ con nhé. Đó chính là bố và chị gái đấy ạ. Lúc này thì bố của bé đã chờ sẵn ở bên ngoài và được hướng dẫn tắm sát khuẩn để sẵn sàng áp da bé rồi. Có thể thấy là niềm hạnh phúc lớn lao đang hiện hữu trên gương mặt của ông bố đúng không nào? Em bé của chúng ta thì cũng nhanh chóng quen thuộc với hơi thở của bố. Và lúc này thì chúng ta cũng có thể nhận thấy là gương mặt của bạn nhỏ theo chân bố mẹ đi đón em rất là hạnh phúc đúng không nào? Và tôi tin là bé trai ngày hôm nay sẽ vô cùng may mắn vì có một người chị gái yêu quý em như vậy ạ. Các bạn thân mến, cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với mẹ Niti Singh và theo dõi chủ đề ngày hôm nay về dò dỉ ối khi mang thai. Nếu các mẹ cần được tư vấn hay hỗ trợ thêm bất cứ vấn đề gì về dịch vụ thai sản trọn gói thì có thể comment ngay tại đây để Thu Cúc có thể giải đáp cho các mẹ nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những livestream tiếp theo của bệnh viện.